Em mong manh yếu đuối lắm chị ơi. Rồi mời em quay người. Ok. Bạn có thể xài dùng một thần để biết là bây giờ mình đang rất là hồi hộp. Tim đang đập. Mình cũng hồi hộp lắm nhưng thôi từ từ. Đâu có sao đâu, sợ chạm tay vào tim thôi mà. Thử ha, thử luôn hả chị? Ừ, thử luôn. Người ta đã yêu cầu. Đây, người ta đã yêu cầu. Nhẹ thôi em. Em thấy tim đập sao? Dạ. Bác sĩ đang nghe nhịp tim nên phải để 1 phút. Thôi vậy thôi. Rồi. À, có ai mong muốn thử ôm lấy nhau coi nó vừa tầm ôm không? Ôm từ phía sau à? Người ta đồng ý gật đầu rồi kìa. Oh my god. Ok. Sao? Ok. Bàn tay rất là bự. Ok. Nhân vật chính không biết thấy sao chứ người ngồi ngoài tôi nổi hết da gà. Em cũng nổi chị ạ. Cảm ơn hai bạn. Dạ. Bây giờ hai bạn có thể mở bịt mắt ra. Đấy luôn bạn. Hai bạn sẽ có 10 phút để nói chuyện với nhau, tạm dừng nha. Rồi sau đó chị sẽ quay trở lại. Chào bạn. Chào bạn. Hồi nãy chị nói là bạn năm nay 22 tuổi rồi hả? Đúng rồi. Còn bạn thì mình sinh năm 98, tính ra thì cũng bằng gần nhau. 98 luôn hả? Hả? Bằng nhau. Mình sinh năm 98. Bạn học trường nào vậy? Đang đi học hay đi làm? Hiện tại mình đã ngừng việc học và mình đang làm quản lý cho một chuỗi cửa hàng trà sữa. Ghê vậy. Mình ở mình hơi nghiêm túc trong công việc cũng như là trong cuộc sống, với lại mình muốn tự lập thôi. Nói tóm lại là như vậy. Mình hơi cứng nhắc một xíu á, nên là không phải tiếp người lãng mạn. Không biết bạn có sao? Thì bạn nghĩ sao về một người đàn ông hơi crazy tí xíu? Thì mức độ crazy, không biết là mức độ crazy của bạn nó như thế nào? Cũng không phải là quá crazy, nhưng mà mình rất là thích cái sự phá cách trong cuộc sống, cũng như là cái hình xăm trên tay của mình thì mình rất là đam mê du lịch. Và gần như là đi du lịch sẽ không bao giờ có kế hoạch trước, là mình thích thì mình đi thôi. Ví dụ như là cảm thấy stress quá do công việc gì đó thì mình sẽ rủ nhau đi du lịch. Bạn thường đi với ai? Bây giờ thì đang đi một mình thôi, nhưng mà nếu mà có thể thì sẽ rủ bạn đi cùng. Mình cũng khá là thích đi du lịch, nhưng mà mình thường sẽ lên kế hoạch với bạn bè trước, ít nhất là khoảng vài ngày để chuẩn bị đồ đạc. Tại vì con gái mình thường đi du lịch với bạn gái nhiều hơn, ví dụ như một nhóm khoảng 3 người là ít nhất, chứ còn mình ít khi đi du lịch với mấy bạn nam lắm, với lại không đi du lịch một mình. Thì nếu mà có cơ hội thì mình có thể đi du lịch chung để coi nó như thế nào. Bạn nghĩ sao về bộ môn party? Party ngày xưa mình từng thử rồi mà nó fail lắm bạn. Mình không biết chạy luôn. Mình đang làm một PT patin. Wow, là bạn dạy patin cho mọi người luôn. Rất là thích chơi thể thao, chơi patin. Tại vì mình thấy rất là thích, hâm mộ các bạn nam mà chơi được mấy cái môn đó lắm. Patin cũng rất là siêu. Còn mình thì các môn thể thao mình cũng chỉ chung chung thôi, chủ yếu là thích chơi đá cầu. Sở thích lúc mà rảnh rỗi của bạn là gì? Nấu ăn. Nấu ăn thích đâu? Nấu ăn mình chỉ biết thôi chứ không phải là giỏi. Bạn giỏi nấu ăn lắm mà. Mình sẽ nấu cho bạn. Còn hiện tại bạn đang học gì ta? Mình học trường ngoại thương, học về kinh tế đối ngoại. Thì năm nay là mình tốt nghiệp. Đang đi thực tập? Không, mình đi làm luôn rồi. Là tại vì bây giờ là mình đã tốt nghiệp. Tính ra là hoàn tất các môn học là khoảng cuối năm ngoái rồi. Xong rồi mình bắt đầu đi làm luôn, làm chính thức. Hết thực tập rồi. Bạn bây giờ mà tự quản lý một chuỗi cửa hàng trà sữa luôn hả? Siêu quá. Bây giờ bạn nghĩ sao, ví dụ như là tối hôm nay hai đứa mình đang đi ăn, sau đó một cuộc điện thoại tới, ví dụ như ở Vĩnh Long Đồng Tháp đó có vấn đề, mình có thể đi xuống đó có thể khá lâu, kia nửa tháng hoặc là có thể là một tháng mấy hơn, và nghĩ sao? Thì mình phải coi là cuộc điện thoại đó là thứ nhất là của ai, vì đó là làm gì, là công việc tức là bạn có thể chấp nhận được cái công việc mà nó hơi bất định tí xíu, bởi vì có những cái vấn đề ở tỉnh thì mình sẽ bắt buộc phải xuống xử lý rất gấp. Sao nói tóm lại là mình cũng là người của công việc, nên là mình cũng thấu hiểu cái việc là công việc thì nó phải như thế này như thế kia. Ví dụ như là mình đi,
bây giờ mình đang làm xuất nhập khẩu, mình làm cho một công ty start up, hầu như là mình phải handle mọi thứ của cái công ty mình luôn, nên là có thể mình cũng sẽ bất định như vậy. Thì nếu như mà bạn bất định, mình cũng sẽ chấp nhận. Khi mà mình bất định thì mình cũng sẽ mong bạn là thấu hiểu cho mình, đừng có la mình. Mình chỉ muốn vậy thôi. Em nhìn thấy hai người kiểu xứng đôi vừa lứa không, ngoại hình đó? Dạ, em cũng thấy xứng đôi. Mà gu của bạn em thì hơi trưởng thành một xíu, thì không biết là bạn em đó cái ngoại hình như vậy thì có trưởng thành không? Theo chị phỏng vấn thì chị thấy là quan niệm thì trưởng thành, rồi công việc cũng trưởng thành nữa. Xong rồi cũng là một người rất là lãng mạn, yêu là phải hết mình, kiểu lãng mạn mà mỗi ngày phải tặng một bông hồng. Tỏ tình bằng cách là mỗi ngày tặng một cái cành hoa hồng và ghi là I love you, tức là chữ I love you. Là mỗi ngày một chữ, một ký tự. Bạn biết không? Bạn không hề biết luôn. Bạn không biết đó là của ai? Dạ. Rồi. Lúc mà em bỏ vô hộp bàn của bạn thì khi mà bạn nhận em cũng đứng kế bên đó, và bạn, tức là em thấy bạn rất là thích. Nhưng mà bạn không biết là nói chung là giấu mặt. Rồi cuối cùng em có nói đó là của em không? Tới chữ cuối cùng là chữ U thì là một đó hồng lớn hơn, và em trực tiếp đứng trước mặt bạn và tặng. Còn bạn em? Bạn em thì thực tế đó. À vậy hả? Dạ. Nhưng mà cũng thích, nếu mà con trai mà thương bạn làm cái đó thì tất nhiên con gái ai cũng thích hết. Em thấy mấy người yêu cũ của bạn á có làm cho bạn của em buồn không? Kiểu bạn em có phải lụy tình không? Không, không lụy tình, nhưng mà chia tay thì cũng buồn chị. À, thấy cặp này mới nhìn bề ngoài thôi, hợp nhau khoảng bao nhiêu phần trăm? Chắc 70. Ồ, vậy nhiều rồi. Tại sao? Em thấy nhìn ngoại hình bạn trai này, bạn trai này cũng giống bạn trai trước mà bạn từng quen một chút. Thân tay. Ốm. Cũng ốm. Cái răng mặt hơi khác tí thôi. Nên có hy vọng. Thích mẫu người như thế nào? Mình muốn một người trưởng thành, đủ quan tâm và chăm sóc cho mình thôi, cũng không yêu cầu gì cao cả. Là biết chăm sóc, biết lắng nghe vậy thôi. Ok, việc nấu một bữa sáng cho mình thì rất là tiên dương. Nếu mà được thì rất là kiểu đồng ý luôn ấy. Rất là ngọt ngào, nhưng mà trái lại đó thì đôi khi công việc á nó lại làm cho mình bị sao nhãng đi. Mình nghĩ là một người có thể thấu hiểu cho mình mà mình cũng thấy là vui. Kiểu giống của mình đó là mình cũng không có hay, mình cũng lo cho công việc nhiều hơn, nhiều lúc cũng sẽ bỏ bê một số bạn xung quanh đó, nên là nhiều lúc cũng sẽ bị hiểu lầm là mày không quan tâm này kia, mà đây là thấu hiểu cho mình một xíu là mình vì công việc thôi, và mình thực sự rất là quan tâm cái bạn đó. Nếu như là một của mình. Mỗi dịp bạn có bao nhiêu mối tình được ta? Tính ra thì mình mới có một mối thôi, nhưng mà nó là từ hồi xưa rồi. Hồi lên đại học thì mình cũng chưa có quen, mình bắt đầu đi làm nhiều hơn. Lên đại học là mình đi làm nhiều hơn, xong rồi công việc này kia. Hết giờ rồi. Nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Em nghĩ là khá đủ để hiểu nhau hơn một xíu. Ok. Chị ngồi ngoài chị nghe sơ là Huyên nè, xinh đẹp, hát hay, nhảy K-pop tốt. Bây giờ nha, chị mời nhà gái là bạn của em vào đây ngồi chơi với tụi mình luôn. Sang ơi, hồi nãy á Sang có tâm sự riêng với Miko á, cái gì về hai người bạn ở bên này, bây giờ Sang có thể nói lại cho hai người bạn bên này nghe được không? Sao thấy tiếng giống ai? Giống bạn trai cũ của Huyên một chút. Hai bạn cũng khá là hợp. Mình cũng không có dám quyết định qua chuyện này, nên nếu bạn Huyên thích thì hai người có thể. Rồi hiểu rồi. Hai người có thể hiểu rồi. Bây giờ Huyên hát một đoạn tặng tiếng được không? Em hát dở lắm á. Em quan trọng là tiếng có thích không, ai biết. Bây giờ thôi, hình như có hai đứa mình ở đây là tiếng bị ra rìa. Nên hãy mình ra ngoài đi để Huyên hát cho tiếng tặng tiếng nha. Đi, mở lời đi. Tuy rằng mới bắt đầu, tình yêu này như phép màu. Cứ cho là vì chỉ mới nói hẹn hò thôi. Nhưng vì anh quá tuyệt, nhìn đâu thì em cũng duyên. Cứ như đôi mình nở nhau từ lâu quá nhiều.
khóe mắt cay. Xa là khi thấy anh em cười đôi mắt lim dim. Xa là em sẽ tìm, do là em yêu nhiều tại em đó. Cứ coi như mày chẳng nhìn lời nói gió bay. Hay mà, sao lại nói dở? Dở lắm. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, và đây là giờ phút quyết định. Trên tay của Miko là một bạn thú bông rất dễ thương. Hãy suy nghĩ thật kỹ tiếng lòng của mình. Sau 5 tiếng đếm, nếu bạn nào muốn tỏ tình, có nghĩa là mình muốn nói lên tình cảm của mình dành cho người kia, thì hãy nhận con thú bông này và gửi tặng đến người kia. Còn người còn lại nếu đồng ý thì mọi chuyện tốt đẹp. Còn nếu không thì chúng ta cũng có một kỷ niệm đẹp. Mời hai bạn hãy nhắm mắt lại để nghe nhịp đập trái tim của chúng mình. 5 4 3 2 1. Cho chị hỏi cảm xúc của em bây giờ. Em thấy là bạn này cũng rất là dễ thương, và em nghĩ là cũng hợp với em tầm khoảng 70-80% rồi. Mình điểm lại những cái tiêu chuẩn em đặt ra nè. Dạ. Xinh. Đó. Tính tình dễ thương. Dạ. Form người quá chuẩn, đẹp. À, bạn này công việc của bạn khá là nhiều, không có nhất định về thời gian á. Em nghĩ là hai người có thể hiểu nhau về vấn đề công việc. Và bạn cũng sẵn sàng chờ và hiểu cho công việc của em khi mà phải đi xa. Dạ. Chị biết là quê hương của bạn ở Bình Phước đúng không? Dạ. Thì đó, em thấy ở địa hình như vậy, quê hương như vậy thì có cách trở gì? Đối với em xa thì cũng có cái gì mà kiểu là ngăn cách á, bình thường thôi. Chị hỏi mấy cái đó là trường hợp mà hai em quyết định quen với nhau. Bây giờ chị phải hỏi ý kiến của em có thích bạn Nguyên không? Đó. Qua một hai câu nói thì đôi khi nó cũng phải là nhìn thấy rõ được là bạn nghĩ như thế nào. Còn nếu không? Nếu bạn ấy không thì hơi buồn một chút, nhưng mà chắc là sẽ phải tìm người tiếp theo. Wow. Em nhớ thì chương trình mình có 3 cơ hội rồi. Chị nhắc lại cho em nắm rõ chương trình ha. 3 cơ hội ở đây là 3 cơ hội để tìm hiểu 3 cô gái khác nhau. Tuy nhiên cơ hội tỏ tình là chỉ có một mà thôi. Nếu em thấy đây là người em rất thích, em mong muốn tỏ tình với bạn này thì coi như là tất cả mọi thứ chấm. Dạ. Còn nếu như em muốn ngưng lại, em muốn thôi từ từ em tìm hiểu người thứ hai, thì là mở rộng hơn cơ hội cho em. Biết đâu người thứ hai là người tốt hơn, nhưng cũng biết đâu sự tham lam nó giết chết em. Thật ra thì em thấy bạn này cũng rất là hợp với em, và em nghĩ là em sẽ thử xem là bạn này có hợp với mình thật sự hay không. Bạn không chịu là ngưng luôn nghe, là chị với em cũng bye bye nhau luôn á. Ok, chấp nhận đánh đổi. Nãy giờ mình nói chuyện với nhau thì anh thấy mình cũng rất là hợp nhau, thì anh cũng muốn hai đứa mình hãy tìm hiểu nhau nhiều hơn. Ý em như thế nào, nói cho chị nghe. Em thấy là bạn nam khá là ổn, ngoại hình, tính cách, phong cách sống và rất là kiểu ngọt ngào, kiểu gu của em. Vậy là có chữ nhân không vậy? Đừng làm chị sợ nha. Có nhân không? Chắc là không có nhân đâu. Okay.